Australia Zoo. Sở thú Australia Zoo cách một tiếng lái xe về phía bắc của Brisbane trên bờ biển Queensland. Khu sở thú này là nhà của thợ săn cá sấu Steve Irwin. Khu sở thú này là một khu vườn rộng 1.000 mẫu dài với hơn 1.200 loài động vật. Tuyệt vời. Nó là một điểm đến bảo tồn tương tác nhất trên hành tinh. Khu sở thú này là thành viên của Hiệp hội Sở thú và Thủy cung ZAA và thuộc sở hữu của Terry Irwin, quá phụ của Steve Irwin, người có series làm phim tài liệu về động vật hoang dã The Crocodile Hunter, khiến vườn thú trở thành điểm thu hút khách du lịch. Vườn thú được điều hành bởi giám đốc Wes Mannion. Sở thú Úc được Bob và Lynn Irwin khai trương vào ngày 3 tháng 6 năm 1970 dưới tên Bill và Reptile và Fauna Park. Steve là con trai của họ đã giúp cha mẹ từ nhỏ chăm sóc cá sấu và các loài bò sát và duy trì số lượng động vật ngày càng tăng trong vườn thú. Năm 1982, công viên được đổi tên thành Công viên Động vật và Động vật Queensland và khu vực này được nhân đôi với việc mua thêm 4 mẫu đất. Steve và Terry đã đổi tên Công viên Động vật hoang dã đang phát triển của họ thành Sở thú Úc. Khi quay phim tạo thêm tiền, Steve và Terry đã bỏ tất cả tiền huy động từ việc quay phim và hàng hóa vào bảo tồn và xây dựng các triển lãm mới. Sở thú Úc đã giành giải thưởng du lịch Úc năm 2003 đến 2004 trong hạng mục thu hút khách du lịch. Năm 2004, Bệnh viện Động vật Úc đã được mở bên cạnh sở thú để giúp chăm sóc và phục hồi động vật. Gần đây, sở thú đã lọt vào vòng chung kết ở hai hạng mục cho giải thưởng du lịch Queensland năm 2010. Du khách sẽ nhìn thấy rất nhiều loài chim, động vật có vú và bò sát và có thể xem thức ăn của cá sấu, voi ăn bằng tay và có những cuộc gặp gỡ động vật thực hành. Vào năm 2009, như một phần của lễ kỷ niệm Queensland 150 năm, Sở thú Australia được công bố là một trong những biểu tượng Queensland 150 năm của Queensland.